Các bạn thân mến, bài học hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn phần à, 101 à, câu à, tiếng Trung thông dụng trong cuộc sống hàng ngày. À, câu thứ 21, chúng ta có câu như sau. Ủa dễ trưa yang sẵn. Ủa dễ trưa yang sẵn. Có nghĩa là tôi cũng nghĩ như thế. Chưa yang là như vậy, như thế. Xẹn là nghĩ hoặc là nhớ. Tôi cũng uh, nghĩ như vậy. Tiếp tục, chúng ta có câu thứ 22. của sư tan sân quê chú. Ủa sư tan sân quê chú. Ở đây chúng ta dịch là tôi là một người uh, độc thân thành đạt. Tôi là người độc thân thành đạt chỗ này chữ quê chú này chúng ta không dịch là à, âm hán việt nó là quý tộc mà chúng ta phải dịch là thành đạt tan sân có nghĩa là đơn thân hoặc là gì đơn đơn độc đơn thân tiếp tục chúng ta có từ thứ 23 mươi câu thứ hai mươi ba, của sáng sẻng, có nghĩa là để tôi nghĩ đã hoặc để tôi suy nghĩ đã. từ sáng sẻng ở đây nó lặp lại, mang tính chất là làm cho câu văn mềm mại hơn. À, chúng ta à, khi chúng ta học ngữ pháp thì cái từ sáng sảng hai âm thanh uh, ba đi với nhau thì thành cái thanh đầu tiên thì chúng ta phải biến thành thanh hai cái này chúng ta đã học về ngữ pháp phần đầu chữ ra là để hay là nhường ai hay là gì xin phép làm cái gì đó Rang của sáng sẻ hãy để tôi suy nghĩ đã tiếp tục câu thứ 24 mươi bốn Mỹ có nghĩa là Câu này, uh, dịch là tôi là người hâm mộ của anh ấy. Chữ ỉm mí ở đây chúng ta có thể hiểu đó là fan hâm mộ điện ảnh uh, ở đây là một người fan hâm mộ của phim ảnh của một uh, diễn viên nổi tiếng ở đó thì chúng ta có thể dùng từ ỉm mí như là fan hâm mộ điện ảnh ví dụ chúng ta có thể thay vào đây cái từ uh, ỉn này là chiểu mí chẳng hạn thì nó lại uh, nghĩa của nó lại là kẻ gì nghiện rượu uh, tú ỉn uh, tú uh, có nghĩa là uh, hút thuốc uh, phiện chẳng hạn thì người ta cũng dùng từ ỉn tú người ta cũng có thể dùng từ uh, tú ỉn uh, mí chẳng hạn là người hút thuốc Tiếp tục chúng ta có từ có câu 25 Ní khẩn tình mà Khẩn tiện ở đây chúng ta có thể dịch là chắc chắn hoặc là khẳng định Ví dụ bạn uh, dám chắc một cái gì đó bạn khẳng định, bạn chắc chắn một cái gì đó mình có thể dùng từ khẩn tiện À, ví dụ tôi chắc chắn thì dùng là úa khẩn tị Còn nếu mà câu hỏi thì chúng ta thêm trợ từ hỏi, từ ma vào đây Ní khẩn tiên ma, bạn có chắc không? Bạn có uh, chắc chắn không? Hay là bạn có xác định không? Tiếp tục chúng ta có câu thứ 26 Ủa chạy chía sứ, có nghĩa là uh, tôi đang ăn kiêng Chía sứ ở đây có nghĩa là ăn kiêng trong thời gian ăn kiêng ăn kiêng này được chúng ta có thể dùng cho các cái người người ta theo đạo ví dụ đạo hồi đạo uh, phật hay là đạo uh, thiên chúa người ta cũng có những cái ngày hay như ngày lễ ăn kiêng thì người ta dùng thì chỉ ở xứ thế còn ăn kiêng uh, thông thường không phải là ngày lễ ngày tết thì đấy thì um, có thể dùng từ su xứ su xứ thì cũng vẫn là ăn kiêng nhưng mà ăn kiêng uh, thường xuyên dành cho người có thể cả là những người giảm béo hay là những người uh, theo đạo hay là những người ốm đau bệnh tật thì hạn người ta ăn kiêng thì cũng dùng từ xu sứ từ chía xứ này thường thường đa số là người ta dùng cho những người mà theo Theo một cái môn phái tinh thần ở đó tiếp tục uh, chúng ta vào câu thứ hai mươi bảy Nì chu mai ủa Ở đây câu này dịch là mày bán đứng tao Hay là ông bán đứng tôi hay là cậu bán đứng tôi Chu mai ở đây có nghĩa là bán đổ bán tháo Ví dụ như là chúng ta dùng trong các cái buôn bán hàng hóa Thì chúng có thể thử dụng, là bán đổ bán tháo Ví dụ chu mai tung si chẳng hạn là các cái đồ bán bán đổ bán tháo ở đây đối với người thì chúng ta dùng là bán đứng nỉ chu mai ủa nỉ chu mai ủa tiếp tục uh, câu thứ 28 mươi nỉ nấng pang à ủa nấng pang nỉ ma ở đây câu này dịch là tôi có thể giúp gì bạn được không nỉ nấng pang à ủa nấng pang nỉ ma Ủa, nấng, băng, nỉ, ma, Tôi có thể giúp gì được bạn không? Tiếp tục chúng ta có câu thứ 29 Ủa, chua, tao, lợ Ủa, chua, tao, lợ Có nghĩa là tôi làm được rồi Chữ tao ở đây là bổ ngữ chỉ kết quả Cho cái từ chua này Chua là làm Tức là làm được rồi, làm tới rồi Là làm à, Đạt được cái mục đích của mình rồi thì ta có thể dùng từ chua tao lợ, ủa chua tao lợn tôi làm được rồi à, câu thứ 30 ủa chua quán lợn câu này có nghĩa là tôi làm xong rồi chua quán có nghĩa là làm xong đây là bổ ngữ cái từ quán này là bổ ngữ chỉ kết quả đã làm hoàn toàn xong một cái việc gì được giao phó Chúng ta có thể nói là Ủa, chùa, quán lợn. Tiếp tục, chúng ta sang câu thứ 31. Nị, huỳ, liếu y tợ. Nị, huỳ, liếu y tợ. À, xin lỗi. Ủa, huỳ, liếu y tợ. Tôi sẽ lưu ý. Ủa liếu ý Tôi sẽ lưu ý Tiếp tục Chúng ta có câu thứ 32 Ủa chài cản sứ chen Cản sứ chen ở đây chúng ta dịch là Vội Tức là thời gian rất là gấp gáp, rất là vội Cản sứ chen Cản khoai có nghĩa là Mau mau Ví dụ cản khoai chua có nghĩa là mau làm đi cản khoai sứ chen ở đây có nghĩa là vội vàng. nhà cản cung có nghĩa là công việc rất vội. Cung chua đấy, cản cung người ta nói ngắn gọn là công việc rất là vội. của trai cản cung ạ. Tôi rất là công việc của tôi rất là vội. À các bạn thân mến, đấy, bài học của chúng ta hôm nay à, đến đây là hết. Chúng ta À, muốn xem các cái video clip tiếp theo thì mời các bạn là đăng ký ở bên dưới hoặc like hoặc subscribe. Xin cảm ơn, chào tạm biệt các bạn.